Giờ này có ai ăn bún mắm không mọi người? Hello, bây giờ ăn bún mắm nha. Bún mắm đó. Nghe mùi bún mắm thúi quá, bên tay ơi. Tao giả cho mặt mày nha. Bún mắm mà ăn ở đây mà mày thúi ở đó là sao hả? Hả? Hả bá? Trời ơi là trời. Hello, chồng yêu của em ơi. Tao lóc tụi bay nghe. Mấy con quỷ mà vô cái chồng yêu vợ yêu đó. Ủa bún mắm vậy có mắm hôn chị không em? Trong đây có nó giấm, nó có giấm thôi, nó không có mắm nha. Bún mắm mà tụi mày hỏi có mắm hay không? Chị con trai sao chị ăn bún mắm? Ủa mày bộ ô môi mới ăn được bún mắm hả mày? Hả? Thử đi ăn bún với dao chừa nó sao miếng mật kìa. À. Nụ. Giống má tao ghê á. Bàn thờ còn trống chỗ nữa nụ. Ngồi không con? Tao có tô bún mắm mà nó kêu ăn bún với gạo đi chừa đồ ăn cho nó ăn, chừa tôm mực cho nó ăn. Trời ơi, của cha của mẹ mày để lại tôm mực này hả? Tôm mực này là hải sản, thủy hải sản ngoài biển đó, ngoài biển Đông đó. Ba má mày đi đánh bắt lên rồi để cho tao ăn hả? Xu ơi, Xu ăn mà đừng nhai được không? Bà nội cha tụi bay ăn mà không nhai rồi tao làm cái gì cho nó nuốt? Chết chết làm chi mấy ông nội. Ăn luôn cái tô đi chị. Tụi bay biến thái quá. Bánh tráng xì ke 6.000 một bịch. Má là mà comment xì ke công an bắt thấy mẹ cả đám bây giờ. Nha. 6.000 một bịch trời ơi tao nói. Nó ngon đau cái kẻ nách mấy má ơi. Bán lụ đạn không chị Su? Su ăn xong rồi hả? Su móc hỏng ói đi. Ủa vậy tao tốn tiền của cha của mẹ, tao tốn tiền cha mẹ tao cho tao mua cái tô bún mắm gì ăn xong rồi ói chi vậy mấy mẹ? Không có bánh tráng thuốc lắc, chỉ có bánh tráng xì ke thôi. Ăn thì ăn, không ăn thì ăn. Đặt thì đặt, không đặt thì cũng đặt luôn nha. Bánh tráng xì ke ha 10.000, ủa lộn 6.000 một bịch. Chốt một lần 10 bịch. Má mà mua 5 bịch không bán, chảnh vậy đó mày. Đang bảo mà chị mặc quần vàng. Ủa vậy đang bảo mày mốt tao ở chuồng cho tụi bay vừa lòng nha. Tao đi đẻ cũng nhào vô. Trời ơi, người ta đang bảo miền Trung đang gặp thiên tai mà chị đi đẻ. Chị nghĩ sao vậy? Không lẽ lúc đó đầu đứa con lú ra rồi lấy tay nhấn nhét vô nó? Con ơi con, vô trong đi con ơi, ngoài miền Trung đang bảo. Vậy hả? Vậy phải không? Sao sống mũi chị giả vậy? Cái sống mũi chị giả để chị rút ra chị thọt vô trong họng em đó, con Đức Thỏ nha. Trời ơi, chị đổi tên em Đức Bóng đi nha. Bạn biết tiền đâu kẻ nách hả? Tiền đâu kẻ nách cái gì vậy má? Má này đập đá gì, hỏi cái gì vậy? Tôn tấn bạn. Bạn BT tiền đâu kẻ nách hả? Là gì má? Trời ơi có mấy má comment thiệt á. Ông bà ông giải tao không hiểu gì luôn á trời. Miền Trung đang lũ lụt mà xung ngồi ăn bún mắm. Vậy có coi được hả? Vậy tao ăn cái gì? Tao cạp đất hay sao? Hả? Nặng cục mụn. Cái gì? Nặng cục mụn mọc bọc mục mục. À, má khó quá, bỏ rồi mày má. Bớt đi. Trời ơi. Xu một bịch xì ke 3.000 đi. Chị em ghiền quá. Em ơi, một bịch bánh tráng xì ke nha các em ơi. Làm ơn làm phước comment đúng ha. Bánh tráng xì ke. Dạ bánh tráng xì ke thì có giá là 6.000 một bịch. Chốt lần 10 bịch. À, chốt một bao gạo. Chị chốt cho em bao gạo luôn nha. Đây. Tao chốt cho tụi bay bao gạo, tụi bay không mua. Tao quánh chết nha. Đây. Dạ kính thưa quý vị, miền Trung đang lũ lụt cho nên em sale. Bao gạo này có giá là 45.000 một bao. Bao này mấy ký ta? Tiền bao này mấy ký? 5 ký 45.000 lợi không con? Bao này 10 ký lần hả? 10 ký nhiêu tiền? 10 ký này mình bán 90 nha mọi người nha. Một bao gạo 10 ký mình bán 90.000. Trong đây là tiền lời của mình là 87.000 nha. Vốn của mình chỉ có 3.000, tiền gửi xe mình đi xin. 10 ký 90 thôi con, 10 ký 90 thôi. Rồi đó, cô chú anh chị nào mình chốt gạo mình chốt cho em ha. Chốt cho em cái thau màu đỏ. Cái thau màu đỏ để em đựng mỏ máu em hả? Làm gì em? Với 1.2 triệu sở hữu combo hai quần xì Su đang mặc quá hời. Cái gì vậy Long Phi? Tao bán quần xì hồi nào mày? Hả? Miền Trung đang lũ mà Su bán gạo. Dạ miền Trung đang lũ, em bán gạo là em sai. Bây giờ em sẽ lấy gạo em không bán mà em rắc, em rải, em rắc gạo với kết hợp thêm đó là một miếng muối nữa cho mấy anh chị 837 anh chị đang ngồi coi livestream. Mỗi người lụm một ít nha, lụm một ít ha. Rồi cuộc đời này sao nó nghiệt ngã với tôi ghê. Hồi nãy giờ livestream gần như là 20 phút tôi chưa bán được một bịch bánh tráng 6.000 đồng nào hết, mặc dù số lượng người coi tăng lên rất là đáng kể, từ vài chục người nó đã tăng lên
hàng trăm người, và bây giờ nó đã lên là 865 rồi, và vẫn chưa bán được một bịch bánh tráng nào chỉ với giá 6.000, vẫn chưa bán được bịch nào thưa quý vị. 10 kg có bao nhiêu hạt gạo vậy Su? Tôi đếm xong là miền Trung hết lục nha, đếm xong bán 1 kg rau muống, nhà chị không bán rau muống em ơi nha. Su tắt like đi, em buồn ngủ quá, nãy giờ tao có giật đầu mà vậy không? Tấn Lợi hả? Tấn Lợi ơi, Tấn Lợi nha, tôi quýnh mày lồi lợi nha, lợi nha, lấy em một bịch, giải chốt một lần 10 bịch mấy cha mấy mẹ bề trên, chư vị thiện nam tính nữ, quý vị đồng tính lướng ái, 10 bịch 60.000, mấy má đặt hàng thì để số điện thoại giùm con, ghi là 10 bánh tráng xì ke nha, 10 bánh tráng xì ke, đứa nào comment 10 xì ke, 10 xì ke, hình sự nó vô nó bắt gán chịu, tôi nói trước nha. Bán cho em cái sụn mũi của chị đi, ai kêu Su điệu quá vậy, thách Su uống nước bằng gì, thách Su uống nước bằng nách. Cái lỗ nách nó có cái lỗ nào đâu để mà nó hút vô hả? Lỗ nách mình chỉ có tiết ra thôi. Mấy má, nghĩ sao tụi bay kêu tao uống nước bằng nách? Tụi bay hay quá, tụi bay lanh quá. Mấy con quỷ. Trời ơi trời là trời. Vẫn chưa bán được một bịch bánh tráng nào thưa cả nhà. Dạ, đây là kỷ lục của em, đó là rất là nhiều người coi. Nhưng tới thời điểm này, với một bịch bánh tráng chỉ có 6.000 đồng thôi, thì 886 người đang coi vẫn thờ ơ với cái giá 6.000 đồng của em ha. Lấy 10 bịch xì ke, không lấy bánh tráng, công an nó bắt mày nha, khuê phạm nha. Chốt em 10 bịch xô dao ở đâu thì dao? Rồi dao ở đâu má? Con quỷ Hoàng Nguyễn Hải, tao giao ra đâu? Tao giao ra Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam hả? Hay tao giao đi đâu? Trời ơi, nó mua mà nó kêu giao đi đâu cũng được. Tao rao giao ra nghĩa địa nha, nha. Mình vẫn chưa bán được một bịch bánh tráng nào thưa cả nhà ha. Đó, vẫn chưa bán được, cho nên mọi người thôi để ăn đi. Ừ, còn có 500 đồng mà bán không? Chút em 10 xì ke xuống thổi 113 bà nó cha. Mày trời, công an bắt mà nó ơi. Trời ơi là trời, 10 bánh tráng xì ke đi quý vị ơi. VV ok, 63 bịch ok. VV lấy em 63 bịch ship 63 tỉnh thành giùm em nha. Có con rơi hả? Hả con VV, đàn bạn gái mày có con rơi 63 tỉnh thành, mày mỗi chỗ mày đẻ con đứa hả? Hay sao giờ mày kêu 63 bịch? Mày kêu 63 bịch bánh tráng chia đều cho 63 tỉnh hả? Sao Su buôn bán hoài, đang lũ kìa. Rồi lũ không lẽ tao đây tao nhảy vô thao nước tao nằm cho cảm nhận được cái sự lũ hả? Trời ơi trời. Nào con Khánh Ngân nào, hết BD bán em 10 bịch rồi, còn cả cuộc đời mà không ăn được bánh tráng thôi đâu mày ơi. BD nặng lắm, BD trong người nặng lắm. Lấy em 10 bịch không, quỷ ưng bảo toàn nha. Ngắt cái nách nha. Nha, để vậy này cho mọi người thấy mình có iPhone 11 mọi người. Đó, để vậy nè, chảnh chẹ được không? Cho mọi người thấy là mình xài iPhone 11 vậy. Nó chơi vậy. Rồi mọi người ơi, 20 bịch bánh tráng xì ke bơm hàng bà nào cha. Phải bay bơm hàng thì tôi rửa nữa có comment luôn. Chốt em 2 tô không bỏ hành, mày ăn cái gì? Bún bò, bún mắm, bún riêu hả? Canh bún